Chào các em, chúng ta lại gặp nhau ở vòng thứ tư của Vlomix khối lớp 9. Các em chuẩn bị nháp và máy tính chưa? Bài thi số 1. Điều kiện xác định của biểu thức này là gì? Là 1-4x bình phải lớn hơn bằng 0. Như vậy là 4x bình phải nhỏ hơn hoặc bằng 1. X bình sẽ nhỏ hơn bằng 1/4. Hay nói cách khác là giá trị tuyệt đối của x sẽ nhỏ hơn bằng 1/2. Như vậy nó sẽ kẹt giữa hai số trừ 1/2 và 1/2. Đây là chuyên đề giải bất phương trình bậc 2 trong chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 hồi hè ha. Số nghiệm của phương trình này thì các em cứ bình phương lên để giải ra, bất chấp các biểu thức, mình giả sử nó xác định hết đi, bình phương lên. 3x trừ 1 sẽ bằng 5x cộng 10. Như vậy là 2x sẽ bằng trừ 11. Vậy x sẽ bằng trừ 11/2. Vậy chỉ có một nghiệm thôi, vậy ta thử lại. Thì có một giá trị x, ta thử lại các em nhé. Vậy là có một giá trị các em, đó là trừ 11/2. Nhưng mà các em coi trừ 11/2 đó có thỏa điều kiện xác định không nha. Rất nguy hiểm. Vậy nếu x bằng trừ 11/2 thì biểu thức trên tử không xác định, cái căn nó sẽ vô nghĩa. Như vậy là bài toán này không có nghiệm. Cái này thì quá đơn giản là phải không các em? 5 căn 2 trừ 4 căn 2 thì sẽ bằng căn 2 thôi. Phân tích thành nhân tử, ta có căn A 1 trừ căn B. Đây đó các em, rất dễ dàng. Đúng là phải có điều kiện nữa nè, không có điều kiện ta không làm được. Giá trị lớn nhất của biểu thức này thì một phân thức mà tử không đổi rồi, thì muốn lớn nhất thì mẫu phải bé nhất. Mẫu bé nhất mà mẫu là một hiệu, mà số bị trừ là 3 không đổi rồi. Mẫu bé nhất khi cái số trừ này lớn nhất. Số trừ này lớn nhất khi x bằng 0. Lúc đó cái này bằng 1. 3 trừ 1 là 2, là 1/2 kép. Giá trị nhỏ nhất sẽ là gì? X cộng 3 tất cả bình là căn 7 kép. 9. 9 cộng 7. Vậy biểu thức trong căn có giá trị nhỏ nhất là 7, thì biểu thức C có giá trị nhỏ nhất là căn 7. Đơn giản thôi. Tam giác ABC cân tại A. Góc BAC bằng 45. 45. BAC bằng 45. Mà cân tại A nha. AB thì bằng A. Khi đó tính BC theo A. Bây giờ từ B các em kẻ vuông góc xuống AC, vuông góc tại H đi, thì tam giác ABH là tam giác vuông cân tại H. Như vậy là cạnh AH cũng như cạnh BH sẽ bằng A phần căn 2. A phần căn 2. Như vậy đó, HC sẽ bằng A trừ A phần căn 2. BH
thì bằng a phần căn 2 các em nhé. Vậy ta dùng Pythagore để tính BC ha. BC bình sẽ bằng BH bình cộng HC bình. BH bình là a trên căn 2 tất cả bình. Còn HC bình đó là a trừ a trên căn 2 tất cả bình. Rồi các em rút a ra làm a bình ra làm những từ chung đi. Ở trong sẽ còn là gì? 1 phần 2 cộng cho 1 trừ 1 trên căn 2 tất cả bình. Rồi các em thực hiện phép toán. Như đáp án sẽ là 2 trừ căn 2. BC bình là bằng 2 trừ căn 2 tất cả nhân cho A bình. Như vậy BC sẽ bằng A nhân cho căn của tất cả 2 trừ căn 2. Đáp án cuối cùng của em, đáp án này. Bài khá lằng nhằng. Hình chữ nhật có diện tích 108 chiều dài là AB, chiều rộng BC, chênh nhau 3 đơn vị là x trừ y 3 đơn vị 3 cm, chiều dài là x, chiều rộng là y, và x nhân y sẽ bằng 108. Ta giải bằng phương pháp thế, với y bằng x trừ 3, x nhân y bằng 108, tức là x nhân cho x trừ 3 bằng 108. Vậy ta có x bình trừ 3 x trừ 108 thì bằng 0. Giải phương trình này bằng máy tính bỏ túi. Ta có một thằng x bằng 12 và một thằng x bằng trừ 9 loại. Loại trừ 9 và x bằng 12. Chiều rộng bằng 12. Xin lỗi, chiều dài bằng 12. Chiều rộng là 9. Chu vi chữ nhật sẽ là 12 cộng 9 tất cả nhân đôi, 42 cm. Và tiếp theo, tam giác ABC có AB bằng 32, AC bằng 28, và góc bề 60 độ. Tính BC các em. Từ A các em kẻ đường cao BH. Như vậy các em sẽ tính được AH theo công thức cạnh huyền nhân sinh đối. Là 32 nhân cho sin 60 là bằng 16 căn 3. Sau đó dùng Pythagore để tính HC. 28 bình trừ mở ngoặc 16 căn 3 bình. Rồi ta lấy căn nữa, bằng 16 lấy căn, vậy HC là bằng 4. HC bằng 4. Còn BH thì các em ghép vào tam giác ABH. Tính BH theo kiểu cạnh huyền Koske, lấy 32 nhân cos 60, các em sẽ ra là 16. BH bằng 16, HC bằng 4 thì BC sẽ bằng 20. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A, dùng máy tính. Một phần tư á. Ta qua bài thi số 2. Tăng dần. Dùng máy tính thôi các em ơi.
Ô đầu tiên giá trị lớn nhất sẽ là 4. Bấm máy. Tính sắp xỉ đi kem. Như vậy bạn học sinh đã tính rất nhanh kìa. Và việc tiếp theo là chúng ta chọn, thì việc này chỉ cần căng mắt ra thôi. Số 0 không có, đầu 0 rất nhiều, như ta chọn cái đầu 0 bé nhất nha, là 0,36 bé nhất, 0,26 là bé nhất, cẩn thận kìa, 0,25 là bé nhất. Rồi 0,25 là bé nhất. Đúng rồi, 0,26. Rồi. 0,5. Ồ, cẩn thận các em, sai đâu đó rồi. 0,36 trên này. Tới 0,5. Rồi tới 0,6. À 0,57 này. Tí nữa là chết nữa nè. Tới 0,6. Đầu không còn không? Còn đầy 0,7 nè. Không phải 8 nè. Không phải 9 dưới này. Không phải 91 hơn xíu. Hết đầu không. Tới đầu 1. 4, 5, 1, 9. Vậy ta lấy 1, 4. À 1 đây kìa. Tới 1,4, 1,5,
19. Mình tới đầu 2, không có, đầu 3. Đầu 4. 11. 14. Ô từ trên. Cẩn thận, 12 mới đúng chứ. Rồi mới tới 14. Bài đầu tiên, chân lấy nháp ra nhân vào, ta được 2x cái em đặt căn x trừ 2 bằng t đi cho nó gọn, từ đó suy ra x trừ 2 sẽ bằng t bình, như vậy x sẽ bằng t bình cộng 2. Phương trình cũ sẽ đổi thành phương trình mới là t nhân cho 2t trừ 3 bằng 2 thừa số cho t bình cộng 2 trừ cho 13. Vậy ta có 2t bình trừ 3t bằng 2t bình cộng 4 trừ 13. 2t bình rút hết, vậy là 3t sẽ bằng 9, vậy t sẽ bằng 3. T bằng 3 thì x sẽ bằng 11 nha. X bằng 11. Với x âm thì cái này bằng giá trị tuyệt đối của x trừ 1. Cái mẫu là giá trị đối của x trừ 1. X âm thì nhỏ hơn 1 luôn rồi. Vậy lúc phá trị đối sẽ bằng số đối và kết quả sẽ là trừ 3 nha. Số nghiệm của phương trình này ta cứ bình lên, ta giải ra tính sau. 4 trừ x thì bằng 9x nhân cho 4x trừ x bình. Như vậy là ta sẽ có là 9x bình phương nhân 4 trừ x trừ cho 4 trừ x thì bằng 0. Vậy ta có hai bài toán con là 4 trừ x bằng 0, rút ra thừa số 4 chữ x thừa số cho 9x bình trừ 1 bằng 0. Vậy hiện tại ta thu được 3 giá trị x là x bằng 4 nè, và x bằng cộng trừ 1 phần 3. Nhưng mà cái nào thỏa điều kiện xác định ta mới lấy nha, thử lại là tốt nhất kìa. Phân số căn 4 trừ alpha x trên căn của 4 alpha x trừ alpha x bình, rồi đem trừ cho 3 căn x
Thì mình thử lại nha. Nhập x bằng 4 là báo lỗi đi, bởi vì mẫu không xác định. Nhập 1 phần 3 là nghiệm kìa. Không là nghiệm, trừ 1 phần 3 không là nghiệm. Vậy có một nghiệm thôi, đó là 1 phần 3. Rồi muốn cái này nhỏ nhất thì mẫu phải lớn nhất. Mẫu lớn nhất là khi cái căn này sẽ bằng 1. 1 cộng 1 là 2, 1 phần 2 là 0,5. B nhỏ nhất khi mẫu lớn nhất, mẫu lớn nhất là bằng 2. Các em có thể tìm dễ dàng thôi. Dưới này tìm giá trị lớn nhất của yếu tố trong căn. Giá trị lớn nhất của yếu tố trong căn là 9. Như vậy có căn vô là giá lớn nhất bằng 3. Giờ x trừ 1 mà bằng x cộng 1 là vô nghiệm rồi. Còn x trừ 1 mà bằng trừ x trừ 1 thì ta sẽ có một nghiệm là bằng 0 nha. X bằng 0, vậy có một nghiệm thôi. Đừng có nhập 0 nha, nhập 1 nha. Gọi S, câu 7. S tập hợp các giá trị nguyên để cái này có nghĩa. Thì muốn có nghĩa thì 49 trừ x bình đó là phải khác 3. Lỗi, khác 9. Khác 9 để mẫu khác 0. Và 49 trừ x bình phải không ăn. Tức là x bình phải nhỏ hơn bằng 49. Giờ x sẽ bị kẹp giữa 7 và trừ 7. Nhưng mà x bình nó phải khác 40. Như vậy là trừ 7 cho tới 7 là có bao nhiêu số nguyên? À, người ta đâu có hỏi. Rồi S là tập hợp các giá trị nguyên của X để biểu thức đó có nghĩa. Thì phần tử lớn nhất sẽ là 7 thôi. Từ trừ 7 tới 7, số 7 là số nguyên lớn nhất và là số lớn nhất luôn. Rồi trị tuyệt đối, câu số 8 ta đổi thành trị tuyệt đối của 2x trừ 3 bằng 11. Vậy ta có hai con, 2x trừ 3 bằng 11 và 2x trừ 3 bằng âm 11. Vì vậy là 2x sẽ bằng 14 và 2x sẽ bằng trừ 8. Vậy x sẽ bằng 7 và x sẽ bằng trừ 4. Tích tất cả các nghiệm, các em lấy nhân nhau 7 nhân trừ 4 bằng trừ 8. Câu số 9 sẽ bằng giá trị đối của x cộng 5 trên x cộng 5. Mà vì x nhỏ hơn trừ 5 cho nên x cộng 5 là âm, nghĩa rút gọn sẽ ra số đối âm 1. 2 cộng căn 5, 2 cộng căn 5 đem trừ cho tổng của 3 cộng căn 2, kết quả ra âm. Như vậy là nhỏ hơn kìa. Có sai một câu hai câu thì cũng là chuyện bình thường, các em tự giải quyết lại nha. Rồi mình đã hoàn thành xong vòng thi số 4. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại.